Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp Phú Trung, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có hai căn nhà vườn luôn, đang kêu bán để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem ha. Trước tiên về đường đi anh chị, thì mặt tiền phía trước của mình hiện tại là đường đan công cộng 3,5m, 4m luôn á. Đường này là xe ô tô là ra vô là thoải mái luôn ha. Nói chung là xe ô tô 7 chỗ của mình là có thể vô tới nhà luôn. Còn cái hướng ở bên đây nếu như mà anh chị mình đi thẳng ra tầm khoảng 290m đến 300m thôi là mình sẽ tới đường lộ nhựa nha. Còn trung bình mà từ vị trí nhà của mình anh chị đi ra chợ, trường học hay là ủy ban của xã Long Bình trung bình mình đi là tầm khoảng 10 phút đổ lại thôi là sẽ tới nha. Xung quanh là sẽ có chợ nè, trường học, ủy ban, trạm y tế là có đầy đủ hết luôn ha. Một lát em sẽ mở cái định vị lên để cho anh chị xem ha. Xung quanh đây là dân cư cũng khá là đông luôn nha. Rồi thì hai căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là hai căn nhà ở bên đây nè. Thì xung quanh là còn một khoảng đất trống cũng khá là rộng luôn. Tổng diện tích của mình hết luôn là 1.126m², trong đó là có 100m² thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 1.550.000.000 nha. Giá cả thì có gì anh chị mình đi xem rồi sau đó là mình sẽ gặp trực tiếp với cô chú chủ nhà để mà mình nói chuyện luôn ha. Thì cái đường của mình anh chị hiện tại là do ngày xưa ở đây thì cũng dân thì cũng khá là ít luôn, cho nên là nhà nước người ta chỉ làm tới đây thôi. Thì sao cô chú mới vô rồi có cái nhà này, nhưng mà nhà đường này thì mới mốt là nhà nước sẽ mở rộng cái con đường này, nó chạy dài theo đây nè. Thì để một lát em sẽ đi vòng ra đây để em chỉ cái đường đi và cái ranh giới đất cho anh chị mình dễ hình dung hơn nha. Nhưng mà hiện tại là đường là xe ô tô là vô tới nhà luôn. Mình có tới hai hướng đi luôn á. Một là anh chị có thể đi hướng bên đây, còn hai là anh chị có thể đi hướng cái mặt tiền sông ở phía dưới kia á. Để thôi bây giờ em sẽ đi chỉ cái đường đi cho anh chị luôn, xong rồi em sẽ vô em quay nhà nha. Cái đường ở bên đây thì hiện tại là xe máy thôi chứ ô tô thì không có đi được. Nhưng mà được cái anh chị xem nè, cột điện hay là đèn đường, trụ điện là nhà nước mới vừa cắm luôn, còn rất là mới luôn. Rồi để em sẽ dẫn anh chị đi nha. Quên nữa anh chị, tổng diện tích là 1.126m², thì do là sổ cũ, hiện tại là đã đi trích lục rồi, cũng sắp có rồi ha. Thì em có đo hạo hạo thì trung bình mà cái mặt tiền ở bên đây là được tính từ ngay chỗ vị trí mà giáp với cái cổng bên hàng xóm này nè. Mình sẽ đo dài qua bên đây, đó, cái mặt tiền này của mình trung bình là khoảng 27m nha. Rồi còn cái chiều dài của mình mà tính từ đây đi xuống dưới đây là khoảng 36, còn mà cái chiều dài cuối đất ở dưới đây của mình là khoảng 43-44 luôn á. Do là sổ cũ cho nên là không có thể hiện đường đi ngang dài, cho nên là em chỉ đo hạo hạo thử để cho anh chị mình nắm rõ thôi ha. Thì mặt tiền phía trước đó là khoảng 27 là cái mặt tiền mà em đang đi nè ha. Nó xong rồi bắt đầu bo qua bên đây, nó cái mặt ở dưới đây là khoảng 43-44, còn mặt trên kia là khoảng 36 nha. Đây là cái con đường đi công cộng, mai mốt nhà nước sẽ mở nha. Đó, hiện tại là mở tới trước cửa nhà mình, là nhà nước ngưng là mai mốt sẽ mở dài ở đây luôn. Thì cái đường này nếu mà mở thì mở cũng tầm khoảng 3m thôi anh chị. Đó, đây là trụ điện nhà nước mới vừa cắm luôn ha. Thấy có cắm trụ điện là biết con đường này nhà nước sẽ mở thôi ha anh chị. Mở là sẽ mở đó, nhưng mà không biết là khi nào, sớm hay là muộn thôi ha. Đây là căn nhà của mình luôn ở phía sau ha. Phía mặt tiền ở bên đây của mình là sẽ giáp với một con sông, một con kênh nho nhỏ thôi anh chị. Thì hiện tại là cái đường đi mé bên đây nè là nhà nước người ta đang làm luôn, để em sẽ qua em quay cho anh chị xem luôn ha. Cái đường mà em đang đi đây nè, đường này là mai mốt là nhà nước sẽ mở một cái đường công cộng tầm khoảng 3m nha. Đó, tới ngay chỗ vị trí này. Vị trí này xong là nhà nước sẽ bắt một cây cầu qua. Đây, trụ điện này là trụ điện mới cắm luôn ha. Đất của mình là sẽ chạy dài tới gần đâu cái khoảng này, đất mình là sẽ nói chung là sẽ tới gần giáp cái mí kênh này luôn nha. Thì mai mốt là nhà nước sẽ bắt một cây cầu công cộng từ đây qua bên đường bên đó. Đường bên đó hiện tại là nhà nước đang làm luôn á. Đây rồi, đất của mình sẽ chạy dài cặp theo cái đường ở đây. Bo dài lên đây nè anh chị. Đó, em chỉ cho anh chị xem ha. Đó, nó sẽ bo dài tới ngay chỗ vị trí cái đường nước này nè. Đó, xong rồi nó chạy dài qua đây. Nói chung á là cái này khi mà anh chị đi xem trực tiếp á thì mình sẽ dễ hình dung hơn rất là nhiều luôn. Nó sẽ bo dài lên tới ngay chỗ cái mí hàng rào ở đây. Tới đó ha.
xung quanh là còn một khoảng đất trống rất là nhiều luôn nè, để trồng dừa, trồng chuối hoặc là anh chị có thể trồng những loại cây trái mà mình thích vô. Đây, đây là mình sẽ đi thông qua một cái con đường công cộng ở bên đây. Đường bên đây là nhà nước đang làm luôn. Đó, anh chị xem nè ha. Đây, cái đường này là nhà nước sẽ làm thông ra ngoài đó. Đó, ngay chỗ mà xe đang chạy đó anh chị. Đường ngoài đó là đường tỉnh lộ 872B đó, thì cái con đường này là sẽ làm thông ra đó nha. Đó, anh chị xem nè, nhà nước đang làm luôn, đang đắp đất luôn nè. Thì khi mà làm xong á, nhà nước sẽ bắt một cây cầu từ ngay chỗ đường công cộng bên đây qua tới đường công cộng bên đó là cầu của nhà nước. Nếu như mà anh chị muốn đi cái mặt tiền bên đây á, thì mình có thể đi chung cầu của nhà nước tới đó, rồi mình làm một con đường này để đi vô trong đất của mình. Tại vì đất của mình là nó sẽ bo dài theo như thế này nè. Còn không á, thì anh chị có thể bắt một cây cầu ở đây để trực tiếp đi thẳng vô trong đất của mình luôn. Mình không cần phải đi chung cầu của nhà nước cũng được ha. Thì chú chủ đất á, là định bắt cây cầu xe máy ở đây nè, cho nên đó là chú đã đổ trụ sẵn luôn. Nhưng mà nói chung là nhà có việc, cho nên là chú mới cần bán gấp căn nhà này, nên là chú không có làm nữa. Rồi, bây giờ em sẽ đi vòng lên rồi em quay nhà cho anh chị xem ha. Nói chung là cái phần hình đất của mình á, có thể là em chỉ ở trong video á, anh chị sẽ rất là khó hình dung luôn. Nhưng mà khi mà anh chị mình đi xem trực tiếp ở ngoài á, em sẽ dẫn anh chị đi vòng vòng là anh chị mình sẽ hình dung được ha. Đất á, thì nói chung là cũng khá là đẹp luôn. Tổng diện tích là 1.126m², trong đó có 100m² thổ cư luôn nha. Có 2 căn nhà cấp 4 luôn, chủ kêu giá là 1.550.000.000 ha. Giá này là khá là rẻ luôn nha anh chị. Hai căn nhà luôn. Mà hai căn nhà này hiện tại mà em nghĩ là xây thì giá tiền chắc là nó cũng khá là cao luôn á. Tại vì bây giờ là vật liệu xây dựng á, nó lên rất là nhiều, cho nên là nhà bây giờ em nghĩ là xây hai căn này chắc cũng 700-800 chắc là xây không nổi đâu anh chị. Đất của nhà mình hiện tại là không có mồ mả gì hết, nhưng mà ở bên hàng xóm á, bên cái phần đường công cộng bên đây, bên hàng xóm bên đây nè anh chị. Đây, bên hàng xóm bên đây là có mả nha. Rồi thì nhà mình là ở bên đây tới con đường công cộng, rồi tới cái đường thoát nước, xong rồi mới tới cái phần mả của hàng xóm. Thì ở đây xung quanh là dân cư cũng đông mà, mai mốt anh chị mình không quen ở đây mình có thể rào hàng rào lại cũng được, bình thường không sao hết nha. Hiện tại là tới hai căn nhà luôn đó anh chị. Cô chú bán thì nói chung là cũng không có đành lòng bán đâu, mà cũng suy nghĩ đắn đo lắm mới quyết định là sẽ bán á. Thì cái phần này thôi, do là nói chung á, em cũng không có tiện nói ở trên video. Khi mà anh chị quan tâm á, mình đi xem trực tiếp ở ngoài á, xong rồi mình sẽ gặp cô chú chủ đất, lúc đó thì mình sẽ nói chuyện nhiều hơn về cái vấn đề đó ha anh chị. Cái đường đi á, hiện tại tới đây nè, nếu như mà anh chị mình không thích á, anh chị có thể rào trực tiếp ngay chỗ này lại luôn, rào cái hàng rào ở đây luôn. Xong rồi anh chị sẽ bẻ cái con đường qua bên đây, bẻ qua đây để đi vô nhà của mình, để cho nó không có đâm thẳng vô nhà mình như hiện tại ha. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô nhà của mình nha. Phía trước này thì cô chú đã đổ nền rồi nè, xe mình là vô tới đây đậu thoải mái luôn. Đây á, là một cái căn nhà này là cô chú ở, còn căn nhà của ở bên đây á, là cô chú cho con trai của cô chú. Mà hiện tại bây giờ á, em không có tiện vô để quay căn nhà bên đây nha. Em sẽ chỉ vô quay cái căn nhà của cô chú ở bên đây thôi ha. Còn nhà ở bên đây á, là nói chung là cũng một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, toilet đồ này kia là có đầy đủ luôn. Thì trong nhà là đồ, nói chung là đồ vật dụng nội thất gì á, thì bên căn nhà bên đây là sẽ lấy đi hết luôn. Giống như là những cái mái tôn, mái che này nè là sẽ gỡ đi luôn. Rồi la phong trong nhà cũng gỡ đi luôn nha anh chị. Bên đây á, thì nói chung là nhà như thế này nè. Em không có tiện vô quay nha. Em sẽ chỉ quay căn nhà bên đây thôi ha. Nhà bên đây thì em thấy cũng còn rất là mới luôn. Nhà giống như nhà Ba Giang của ngày xưa nè anh chị, khá là đẹp luôn ha. Bên đây thì cô chú bán là cô chú cũng sẽ đem những cái đồ nội thất đi hết luôn. Nhưng mà những cái chậu bông nhỏ nhỏ này nè là cô chú sẽ tặng lại cho anh chị để coi như là mình làm kỷ niệm luôn ha. Với lại cái bộ ghế đá này nè, hồi nãy em có xin chú rồi anh chị. Em xin là chú sẽ tặng lại cho anh chị luôn để mà anh chị ngồi uống nước trà ha. Còn những đồ vật liệu nội thất ở trong nhà là cô chú mình sẽ đem đi hết nha. Nhưng mà sao?
Dạ. La phong này là cô chú sẽ để lại cho mình, còn mà những cái mái che ở phía sau thì cô chú đem đi. Một lát các em sẽ xuống em quay cho anh chị xem ha. Đó, nhà của kiểu nhà Ba Giang ngày xưa rất là đẹp luôn anh chị. Rồi nhà cô chú sạch bóng luôn á anh chị. Bóng loáng luôn á, nhà giống như nhà mới xây luôn á. Đây là phòng khách nè ha. Đó, bên đây là có cửa sổ, có la phong đầy đủ hết luôn. Nói chung là nhà còn rất là mới, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Mình có hai phòng ngủ hai bên ha. Đó, bên đây là phòng ngủ thứ nhất, không, hình như không có đèn rồi. Bên đây là phòng ngủ thứ nhất nhưng mà không có cái đèn anh chị ơi. Chắc là phòng bên đây là cô chú hiện tại là không có người ngủ nên cô chú mới để cái bàn nè. Còn nó sẽ thông qua cái phòng bên đây nè anh chị. Sẽ có một cái cửa thông qua, em đi thông qua luôn ha. Này, bên đây là sẽ có một cái phòng giống như phòng ngủ nữa nha. Thường là nhà Ba Giang ngày xưa người ta sẽ hay xây cái kiểu giống như thế này nè anh chị. Nói chung là rất là đẹp luôn. Đó, đây là cái không gian để mình sinh hoạt chung nè. Có một bộ dáng ngày xưa là người ta hay xây dáng như thế này nè anh chị. Bây giờ là đâu có còn nữa ha. Mình chỉ đi vô mấy cái căn nhà xưa mình mới có thể thấy được những cái kiểu thiết kế như thế này thôi. Nhưng mà cũng khá là đẹp luôn. Phòng này là chỗ sinh hoạt chung thì cũng có cửa sổ đầy đủ hết luôn ha. Bên đây là có một phòng ngủ nè. Coi như là nhà mình được tặng 3 phòng ngủ luôn nha anh chị. Đây, đây là phòng ngủ cô chú ha. Đó, có đóng la phong rồi, nói chung là có cửa sổ hết luôn. Căn bên đây là mình được 3 phòng ngủ, còn căn bên kia là được 2 phòng nha. Đây là không gian sinh hoạt chung nè, có kệ để chén đồ này kia luôn ha. Rồi để em sẽ đi xuống phía sau nha. Là cô chú sẽ đem đi cái này ha. Cái mái che này nè anh chị là cô chú hiện tại là xây như thế này nè để chứa đồ. Thì mai mốt á, cô chú dọn đi thì cô chú sẽ xin lại cái này. Nhà thì cô chú sẽ để lại, nhà để lại, la phong để lại, những cái cây kiểng phía trước á, cây trái là cô chú sẽ để lại. Còn riêng cái mái che ở phía sau này nè là cô chú xin là sẽ đem đi ha. Lên để cô chú cất một cái trại mới để mà mình chứa rơm nè, chứa lúa đồ này kia ha. Còn cái căn ở bên kia thì nói chung là sẽ đem đi hết tất cả luôn. Những cái mái che như thế này nè hay là la phong là căn bên kia là sẽ đem đi hết luôn. Chỉ để lại một cái căn nhà thôi ha. Đó, đây là mấy cái hồ nước này thì chắc là cô chú sẽ để lại cho anh chị rồi. Cái mặt tiền bên đây của mình á, từ ngay chỗ vị trí mà cây trụ giáp với hàng xóm ở đây nè. Em hồi nãy em có đo dài xuống theo cái mí hàng rào này á. Xuống tới cái mí hàng rào ngay chỗ này trung bình là khoảng 36m nha. Thì ra ngoài đây là cái khu đất trống của mình nè. Để em đi ra cho anh chị xem. Cái này ngày xưa chắc là cô chú cũng nuôi heo hay gì nè. Em thấy có cái chuồng ngăn ra nè. Rồi ở dưới đây là nhà bếp nè. Ở đây là xài bếp củi nè anh chị. Cho nên là có một cái không gian nhà bếp riêng nè ha. Nè cái này giống như ngày xưa cô chú nuôi cái gì á. Rồi bây giờ hiện tại là bỏ rồi. Rồi ở đây là có sàn nước nè, rồi có nhà tắm riêng ở ngoài đây luôn ha. Đất của mình á là từ trên sẽ thẳng xuống một đường tới ngay chỗ này là 36m, xong rồi nó sẽ bo dài theo cái đường ở đây nè. Nó chạy dài theo cái hàng này, theo cái mít này nè, lại tới cây dừa này nè. Nó rồi chạy thẳng qua ngay cái mé sông là chạy dài xuống đây ha. Bên đây là còn một khoảng đất trống nè, nhưng mà xung quanh là em thấy cũng có mấy loại cây trái nè, như dừa nè ha, rồi em thấy có mít, có xoài đồ đầy đủ luôn á. Dừa bên đây là dừa nhỏ nhỏ cô chú mới đặt vô nữa nè. Mai mốt về á anh chị mình có thể, nếu như mà mình không thích trồng chuối á, mình có thể dọn dẹp cái phần chuối này ra, xong rồi mình sẽ đặt những cái loại cây trái khác vô. Đó, đây là bên giáp ranh của hàng xóm nè, có mã lúc nãy em nói á ha. Chứ còn đất của mình là hoàn toàn không có luôn. Mà đất là em thấy cũng cao ráo nha. Ở đây là điện nước wifi là có đầy đủ vô tới chỗ luôn. Rồi thì em xin nhắc lại ha. Trưa nắng đi, mệt quá anh chị, thở quá trời luôn á. Tổng diện nhà của mình, ui dạ. Nhà của mình nó là nằm ở ấp Phú Trung, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích nhà và đất của mình nó là 1.126m², trong đó có 100m² thổ cư luôn. Chủ bán đất và bán hai căn nhà luôn. Tổng giá mà chủ bán là 1.550.000.000, giá rất là rẻ luôn đó anh chị. Đường hiện tại là xe ô tô 7 chỗ vô tới nhà luôn. Nhà mình coi như là em thấy là được hai mặt tiền đường luôn. Một là cái mặt tiền 27m phía trên. Hai là cái mặt tiền phía sau này là khoảng 43m. Rồi mình nói dài thông ra ngoài cái bờ kênh.
Nói chung là cái này khi mà anh chị mà quan tâm tới căn nhà này á, anh chị muốn tìm một căn nhà vừa nghỉ dưỡng á, mình có thể quan tâm căn nhà này, rồi sau đó em sẽ dẫn anh chị đi xem, em sẽ dẫn mình đi vòng vòng cái khu đất luôn để cho mình dễ hình dung hơn ha. Rồi để em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. 1.126 m², có 100 m thổ cư, giá là 1.550 tỷ, trong đó là có sẵn hai căn nhà rất là mới, rất là đẹp luôn nha anh chị. Nhưng mà nhà thì hiện tại là em chỉ quay được một căn thôi, một căn bên kia thì không có tiện quay, cô chú nói là thôi con quay đỡ căn của cô chú ở bên đây đi, còn căn bên kia thì hiện tại không có tiện quay, khi mà anh chị đi xem á, cô chú sẽ dẫn anh chị vô xem trực tiếp hai căn đó luôn nha. Có thể là mấy anh chị sẽ thắc mắc tại sao em không quay cái căn đó, không biết là nó có gì không. Nhưng mà nói chung là gia đình, chuyện riêng của gia đình cho nên là em không có tiện nói nha. Có gì thì anh chị mình đi xem đi rồi lúc đó mình sẽ viết ha. Rồi thì nhà mình á, thì em lấy theo hướng căn nhà này á, là nhà của mình là sẽ là hướng nam nha. Là căn nhà của cô chú á, là nhà sẽ hướng nam ha. Còn cái căn nhà ở bên kia mà em không có quay á, thì mặt tiền nhà sẽ quay về hướng đông nha anh chị. Đây anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh nè, đó, cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng nè. Thì hai căn nhà mình là ở đây nè, nó xung quanh là nhà hàng xóm rất là đông luôn. Nhà mình là sẽ nằm ở hai cái căn này nè. Hiện tại là em đang đứng ở cuối nhà mình, căn này với lại căn này nè ha. Xung quanh là dân cư rất là đông luôn nè, nó mình đi có tầm khoảng 290m đến 300m là mình sẽ ra tới một con đường lộ nhựa. Nè anh chị xem, đây là cái vị trí em đang đứng nè, đây là nhà mình, thì mình sẽ đi theo cặp cái con đường này nè. Đó, mình đi 290m là mình sẽ ra đường lộ nhựa ở đây ha. Xung quanh là dân cư rất là đông luôn nha. Rồi thì để em sẽ mở lên chợ xem là anh chị đi. Em né cô chú ra nha anh chị. Đây anh chị xem nè, xung quanh mình cũng có khá là nhiều chợ nè. Một là chợ xã Long Bình của mình nè, nó là chợ Long Bình. Hai bên đây là chợ Quế An, ba là chợ Bình Tân. Nhưng mà em nghĩ là anh chị đi chợ Long Bình nè, hoặc là chợ Quế An là đều được luôn. Nếu ở đây thì mình đi chợ Long Bình, nó sát bên là sẽ có nguyên một cụm ủy ban nè, trạm y tế, rồi trường học của xã Long Bình, thì giờ chắc là nó sẽ tiện hơn ha. Đây em sẽ phóng lên cho anh chị xem trước nha. Đây nè, bên đây là chợ Long Bình nè, đó, rồi trạm y tế của xã Long Bình luôn, rất là đông luôn ha, đó, dịch vụ nấu ăn rồi nè, dân cư rất là đông luôn. Để em xem thử từ đây mà anh chị ra tới chợ Long Bình bao xa ha. Từ đây á mà anh chị đi ra tới ngay chỗ mà chợ, cái cụm chợ Long Bình rồi nè. Này, trung bình á là mình đi là khoảng 3,9 cây số, mình đi là có 8 phút thôi là mình sẽ ra một cái cụm của chợ Long Bình nè, nhà văn hóa nè, em thấy là có shop thời trang nè ha, nó rồi có quán ăn, rồi quán cà phê đồ này kia là đầy đủ hết luôn. Chợ, trường học, ủy ban, mình đi là 8 phút thôi ha. Đây, ở đây á là có trường tiểu học Long Bình 2 nè, đó. Rồi bên đây là có trường trung học cơ sở Long Bình nè, trường trung học phổ thông Long Bình luôn. Trung bình á mà anh chị đi trường học là cũng tầm khoảng 8 phút nha, 8 đến 10 phút thôi. Ở đây là mình sẽ gần thị xã Gò Công nè, cho nên là em sẽ bấm vô thử ha. Từ đây á mà mình đi về tới thị xã Gò Công á, thì trung bình là khoảng 6,1 cây số thôi, sát bên luôn anh chị ơi. Đó, mình đi là 6,1 cây số nè, mình đi là 11 phút thôi là mình sẽ về tới thị xã Gò Công nè. Ở thị xã Gò Công là sẽ có bến xe nè, có siêu thị cấp mắt luôn, có bệnh viện nè, có công an luôn ha. Rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn, nhà văn hóa, siêu thị hay là công viên là có đầy đủ luôn. Từ đây á mà anh chị đi khoảng 11 phút thôi là mình có thể ra tới đó rồi. Nếu mà mình về đây ở chiều chiều, anh chị có thể chở con mình ra ngoài công viên ở ngay chỗ thị xã Gò Công chơi cũng khá là tiện luôn. Mình đi có 11 phút thôi là mình ra tới đó rồi. Còn từ ở đây á mà anh chị đi về tới ngay chỗ thị trấn Vĩnh Bình á, thì trung bình là khoảng 9,9 cây số nha.
Đây nè, anh chị đi là 9,9 cây số, mình đi khoảng 17 phút là mình sẽ về tới ngay chỗ thị trấn Vĩnh Bình ha. Còn từ ở đây á, mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình mình đi là 58 cây số rồi, khá là gần luôn á. 58 cây số nè, mình đi á, là khoảng 1 tiếng rưỡi đi, 1 tiếng rưỡi 58 cây số là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Anh chị mình có thể đi thẳng theo đường quốc lộ 50 về thị xã Gò Công á, từ thị xã Gò Công mà lên nhà mình là có tầm 8-9 cây số thôi, khá là gần luôn ha. Còn từ ở đây á mà anh chị đi về tới thành phố Mỹ Tho á thì trung bình là 39 cây số nha. Mình đi là 55 phút là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho ha. Còn từ đây á mà anh chị đi ra tới ngay chỗ á. Để em xem thử nha. Từ đây mà anh chị đi ra ngoài quốc lộ 50 đi ha. Từ đây ra quốc lộ 50 á là khoảng 4,7 cây số nha anh chị. Đây mình đi một đường thẳng mình đi qua Yên Luân nè, đó rồi mình ra ngay chỗ quốc lộ 50 nè. Trung bình là 4,7 cây số, mình đi 8 phút là mình sẽ ra tới quốc lộ 50 ha. Rồi thì nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới cái căn nhà này á, anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho bên nhà đất Quyền Trang nha. Tụi em sẽ dẫn anh chị đi xem đất, rồi sau đó là mình sẽ gặp trực tiếp với cô chú chủ nhà luôn để mà mình nói chuyện nha. Với cái giá này á, thì em nghĩ là cô chú sẽ không có còn bớt nhiều cho anh chị được nữa. Nếu như mà mình có duyên á, thì em nghĩ là cô chú cũng sẽ bớt lọc tầm vài triệu cho anh chị, để mà coi như là mình lấy lọc may mắn khi mà mình về một căn nhà mới mình ở thôi, chứ bớt nhiều là không được ha. Thì nhà của mình nó sẽ nằm ở ấp Phú Trung, xã Long Bình, thị xã Gò Công. Ủa lộn, ấp Phú Trung, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Huyện Gò Công Tây nha, hồi nãy em nói lộn là thị xã. Thì tổng diện tích đất và nhà luôn á, là chủ bán á, là 1.126 m², có 100 m thổ cư, trong đó là có 2 căn nhà cấp 4 rất là kiên cố, rất là đẹp luôn. Chủ kêu giá là 1.550 tỷ. Giá cả thì mình sẽ gặp trực tiếp với cô chú để nói chuyện luôn. Nhà thì cô chú sẽ chỉ bán nhà thôi, còn tất cả những đồ nội thất hay là những cái mái che này nè thì cô chú sẽ đem đi. Còn riêng một cái căn nhà ở bên kia là chú sẽ, người ta sẽ dỡ la phong đi luôn. Còn căn bên đây là sẽ để la phong lại ha. Cây kiển phía trước là sẽ để lại luôn. Nếu như mà anh chị mua căn nhà này á, thì em sẽ, khi mà tụi em làm hợp đồng cho anh chị á, tụi em sẽ ghi trong đó là nó sẽ có một cái phần là thỏa thuận khác. Em sẽ ghi trực tiếp vô đây là cô chú sẽ bán cho anh chị giống như là hai căn nhà, rồi cô chú sẽ dỡ đi cái gì và cô chú sẽ để lại cái gì cho anh chị. Em sẽ ghi rõ vô đó luôn ha, cho anh chị mình yên tâm nha. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em ha. Nếu mà anh chị nào mà có quan tâm á, thì mình có thể liên hệ cho nhà đất Quyền Trang để đi xem nhà nha. Nhà giá nói chung là ổn áp đó anh chị. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em ha. Xung quanh là dân cư khá là nhiều luôn. Ở đây mà làm nhà vườn nghỉ dưỡng là rất là tuyệt vời luôn, rất là yên tĩnh luôn á anh chị. Em đang đi buổi trưa này ha. Không khí rất là mát mẻ, trong lành, điện nước wifi là đầy đủ luôn. Rồi, bye bye anh chị ha. Thank you.